tụi mày đi theo còn quay rối trật tự xã hội an ninh chính trị như vậy, làm sao các nước người ta nhìn vào người ta sẽ thấy như thế nào? Cái món mời đéo bổ của Nguyễn Phương Hằng đã làm chiêu dụ nhiều những cái đứa đầu đường xó chợ đâm thuê chán mướn, nó đi theo ủng hộ Nguyễn Phương Hằng để gì? Để được Nguyễn Phương Hằng cho tiền. Tại sao không dùng những đồng tiền đó để làm những công việc có giúp ích cho đời? Xin kính chào tất cả quý vị trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên, cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi quay lại cái câu chuyện của là cái cô Đinh, một trong những cái nhân vật mà nó vô cùng là cái là rôm rã trong cái drama của show Nguyễn Phương Hằng. Thì như quý vị cũng đã biết rằng cái phiên tòa vừa qua, phiên tòa phúc thẩm vừa qua đó là tòa cũng đã tuyên án rồi. Tất cả những cái vấn đề thì tòa cũng đã có những cái quyết định thi hành án. Trong đó cô Đinh Lan này là nộp 300 ngàn cái tiền án phí vì cô thua. Tuy nhiên đó quý vị, những ngày gần đây cô cũng lên cô ra rã. Cô cũng lên cô ra rã, cô bảo rằng là tòa là tự ý thế này thế nọ thế kia, cô không có biết. Mà cô cũng đã từng lên mà chia sẻ một cái thông điệp, có nghĩa rằng cô cũng đã đỡ đơn lên giám đốc thẩm. Mà chúng ta nên biết rằng khi mà cô đỡ đơn lên giám đốc thẩm thì cái hồ sơ mà lên giám đốc thẩm nó phải bao gồm cái là kết quả của hai phiên tòa phúc thẩm và sơ thẩm, kèm theo những cái chứng cứ nếu có thì cô mới gửi lên cái là giám đốc thẩm được. Nhưng tất cả những cái vấn đề đó hôm nay cô lại nói ngược lại rằng cái như là cô không có biết cái phiên tòa để xử thế nào, cô không có biết, cô cả như là không có nhận cái kết quả nào, cho nên tất cả mọi vấn đề thì cô cũng là cô chưa thể thi hành án được, vì thi hành án là đồng nghĩa rằng cô chấp nhận cái bản án này. Và cô cũng liên tục ra rã mà xúc phạm đến là Xô Nghĩa Phương Hằng, xúc phạm đến ông Huỳnh Uy Dũng. Đây là một trong những cái mà xin thưa quý vị, cái văn hóa gì vậy quý bà con? Người ta hiện bây giờ cũng đã thi hành án rồi, tại sao lại là cái lên mà cái công kích người ta? Hiện bây giờ bà Hằng cũng đang thi hành án, tại sao những người như cô Đinh này, cô lấy cơ sở gì mà cô lên cô công kích người ta, cô lên cô xúc phạm người ta một trong những cách mà nó vô cùng thậm tệ như vậy? Thật sự mình chẳng là cái gì cả quý vị, nhưng mình nghe những cái lời mà cô này cô ra rã như vậy là mình cảm thấy là có một cái sự bức xúc. Cũng là người phụ nữ như nhau, chẳng qua bây giờ nó thật sự quý vị, cái cô này cô lên cô ra rã vậy là cô đang ganh tức một cái điều nào đó mà bà Hằng có mà cô này không có. Đây là một trong những cái tâm lý mà tôi nhìn được từ cô này. Chứ còn không có bất kỳ một lý do gì mà cô này nó thật sự cô lên cô chửi bà Hằng, đúng không? Hiện bây giờ cô vẫn lên cô xúc phạm bà Hằng là có cái mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên. Đây là một trong những cái thì xin thưa quý vị đó, hiện bây giờ cô vẫn còn có những cái dấu hiệu xúc phạm một cách rất nghiêm trọng và có những cái lời vu khống. Và tôi mời quý vị nghe những cái lời của cô này để chúng ta nghe thử là cô này cô nói từ đầu đến đuôi, xem thử là chúng ta có thể mà chấp nhận được hay không. Xạo không phải động cơ gây án của Nguyễn Phương Hằng và Huỳnh Uy Dũng là gì? Là tại vì Nguyễn Phương Hằng đem 183 tỷ cho Võ Hoàng Yên để hồng mục đích là mua chuộc cái tình cảm của Võ Hoàng Yên để mà giết ông Huỳnh Uy Dũng, để mà chiếm đoạt Đại Nam rồi cao chạy xa bay, là yêu đương hai người với nhau. Nhưng đến cuối cùng ông Võ Hoàng Yên ông mới từ chối cái tình cảm của ông Nguyễn Phương Hằng, cho nên và từ chối hợp tác luôn ở cái khu dân cư Đại Nam Bình Phước, mở cái phòng thuốc Phước Thiện, cho nên ông Huỳnh Uy Dũng ông mới vừa tức cái vụ mà không hợp tác thì ông không có bán đất được ở Bình Phước, rồi lại cộng thêm cái vụ mà con vợ của mình đem đi cắm sừng của mình, đem đi tiền đi, cho nên bắt đầu mới đem đi tố cáo muốn tống Võ Hoàng Yên vào tù. Nhưng cái mục đích của Nguyễn Phương Hằng là muốn cho truyền thông hỗ trợ Nguyễn Phương Hằng để mà đi để mà đẩy ông Võ Hoàng Yên vô tù. Đâu quý vị, xin thưa quý vị, đây có phải là cái lời mà vu khống hay không? Đây có phải là một trong những cái lời mà nhục mạ hay không? Nó sặc mùi đấy chứ đâu. Đấy, nó sặc mùi như vậy đấy. Mà sao đến thời điểm bây giờ cô vẫn là nó thật sự cũng ung dung tự tại ghê ha. Đấy. Mà nó thật sự bây giờ đây là một trong những cái dấu hiệu là cô này đang ngồi xổm trên pháp luật. Cô vu khống người ta một cách thậm tệ, cô hạ nhục người ta một cách của trắng trợn. Trong khi đó bà Hằng hiện bây giờ bà đang thi hành án. Bà không có đá động gì đến cô này. Đấy. Nhưng cô này vẫn tiếp tục, cô này vẫn ra rã. Cái cô này không thể dừng. Thế mục đích cô này là gì?
Chẳng lẽ bây giờ không có một cái giải pháp nào mà để mà nói thật sự để cô này cái như là cổ bớt lên mạng mà cổ cái như là đi xúc phạm người khác sao ta? Toàn là những cái lời lẽ quy chụp, toàn là những lời lẽ mà dành cho những kẻ mà thật sự quý vị là tiểu nhân để mà đi đo lòng quân tử. Cho nên tất cả những cái gì quý vị nghe cô này nói đi, nó sặc cái mùi mà cái như là quy chụp, ganh tị, ghen anh tức ở tất cả tầng tầng. Nó nằm trong những cái lời của cô là nói. Một trong những người mà tự cho mình là gia đình nho giáo, một trong những gia đình bề thế, cha làm giáo viên mà tại sao nó thật sự mà để cho một đứa con gái đó mà lên mạng mà xúc phạm chửi bới người ta, lăng mạ người ta một cách trắng trợn như vậy. Đây là một trong những cái mà cô đang lăng mạ bà Nguyễn Phương Hằng một cách trắng trợn, chứ không phải là nó thật sự là cô này á, càng ngày cô càng có những cái phát ngôn mà nó mạnh miệng dở sợ. Đó. Hay là bây giờ cô có ai chống lưng mà cô cái gọi là cái như là bây giờ không còn biết sợ là gì? Đó. Một là có ai chống lưng cho nên cô không biết sợ, còn hai đó là cô này chung là giống cái cùi rồi không sợ lỡ, đúng quý vị, giống cô này chơi cái bài gọi cùi rồi đâu có sợ lỡ đâu. Đó. Cũng đã từng xúc phạm rồi, cũng đã lưu hồ sơ đen rồi, thì bây giờ xúc phạm đôi ba lần nữa thì nó thật sự cũng đâu có cái gì mà nó quan trọng. Cái vấn đề bây giờ là khi nào đó là cô được mời lên thôi, được triệu tập thôi, đúng không? Đây giống như một cái vấn đề nó thật sự cùi rồi không sợ lỡ. À, chơi là cái kiểu là bây giờ chân lầy chơi lì đó, à, chân tấn tới đâu hay tới đó. Cái dấu hiệu là tôi nghi lắm quý vị. À, giống cùi rồi đâu sợ lỡ đâu, chờ cùi rồi cùi sát móng rồi sợ lỡ nữa. À, cho nên bây giờ cứ lên cứ ra rả rồi chờ khi nào đó mà ông giáo gọi rồi mới tính. À, chờ khi nào ông giáo gọi rồi mới biết. Đấy. Cái vấn đề đây là thể hiện một cái sự mà biết sai mà vẫn làm, không có cái dấu hiệu là quay đầu ăn năn hối cải. Mình nghe thôi mà nó thật sự quý vị nghe không, mà cái những cô lời cô nói dĩ nhiên cô không nói tới mình nhưng mà nói tới những người mà họ từng làm những cái việc tử tế cho xã hội, nói như thế này thật sự cảm thấy là nó chối tai cho người nghe. Tôi hỏi rằng bản thân cô Đinh này đó, cô đã từng làm những việc như xô Nguyễn Phương Hằng hay chưa? Cô bỏ ra những đồng xu cái bạc nào mà đã cô giúp cho xã hội hay chưa? Thậm chí bản thân cô thật sự là một cô gái bán rượu thì cô đâu có đủ cái tài chính như người ta. Theo cái câu ca dao đó quý vị, thân em như hạt mưa sa đấy, hạt vào đài cát, hạt ra ruộng vườn, thì cái số của mình là hạt ra ruộng vườn thì mình phải chấp nhận thôi. Chứ bây giờ cái số mình nó thật sự nó không được giàu, cái số mình là một người bán rượu mà bây giờ mình đi đi gọi là ganh tị với là một cái bà chủ mà ngàn tỷ thì sao mình ganh tị được. Người ta có được tài sản đó là do cái sự thông minh, cái sự cần cù của người ta mà người ta tích lũy có được, chứ đâu phải tự nhiên của trên trời rơi xuống. Bộ mình không có được rồi bây giờ mình đi ganh tị, mình không có được rồi đó, rồi bây giờ mình gọi là mình cái như là chứ bất chấp. À, chẳng lẽ bây giờ ở ngoài không còn cơm ăn sao mà nó muốn đi vô đó để ăn cơm ký mặc áo số miễn phí. Cô chỉ ghét quá, cô chửi ghét quá. Cái quan điểm tôi là nghĩ rằng cô này là giống là cùi rồi không còn sợ lỡ cái gì, à, chơi là chơi tấu rồi đó. À, rất nguy hại nha. Những lời nói này đâu quý vị, những lời nói này nó thật sự quý vị đó, là khi mà ra đứng trước tòa rồi không biết giải thích như thế nào, cô có bằng chứng hay không, tất cả tần tật mọi vấn đề thì tôi nói có mọi nậu đậu chút phô thôi. À. Thôi Lan ơi Lan, giúp ích cho đời rồi Lan, cái quỷ hàng hữu mà nó thật sự chúng bay vô bay cào nát cái quỷ luôn, bay vô bay quậy banh chành cái quỷ người ta mà giúp cho đời cái gì? Ở đây ai gây rối an ninh trật tự? Có nghĩa là mình nói đó mà nó không có phù hợp thì người ta lên phản biện thôi. À, còn tất cả mọi cái vấn đề thì có lửa mới có khói, đây là một trong những cái nguyên lý cuộc sống rồi. Mình không lên mình khịa người khác thì làm gì có chuyện mà có người khác lên họ nói về mình, đúng không? Đừng bao giờ mà nói tại sao không dùng cái số tiền đó để đi giúp cho thế này thế nọ thế kia
Bà Hằng bà luôn luôn có những cái là mục tiêu nhân đạo. Bà đã có rồi, cái quỹ hàng hữu là một trong những minh chứng hùng hồn như vậy. Cái nhà máy oxy là một trong những cái minh chứng hùng hồn như thế. Đấy. Mà cũng có kẻ mà vô gọi là công kích, vô phá hoại. Đấy. Nhằm cho nó gọi là nó tiêu tan cái gọi là cái tâm nguyện của người ta, cái mong ước của người ta. Đấy. Mà bây giờ còn mở miệng ra bảo rằng tại sao không để mà đi giúp người này, giúp người kia. Bây giờ đã giúp cho Lan được hay không? Đấy. Bây giờ không đi gọi là không đi làm để cho giúp cho Lan thôi. Chứ bây giờ thấy là hình như là bây giờ giúp cho ai Lan cũng nói hết trơn. Bây giờ có giúp mỏi cho Lan thì không biết là Lan còn nói hay không. Chứ mình cũng là người phụ nữ mà Lan. Bây giờ nó thật sự mình làm không bằng người ta thì thôi mình đừng có lên tiếng nữa. Mình chấp nhận là một trong những người thua cuộc buông xuôi đi. Rồi chờ cái khi nào bả ra rồi mình có xin được thì mình xin. Còn không xin được thì phải chấp nhận số phận thôi. Tại sao mà ngày nào cũng lên ra rã vậy? Ở không viết lên tab cộng đồng thì cũng phải lên liếc. Giống như cái thói quen đấy quý vị. Chửi người quen rồi bây giờ không chửi là cái hình như là cái miệng nó không chịu được. Cái tay nó không chịu được. Nó cũng ngứa bên đây, nó cũng ngứa bên kia dữ lắm. Cho nên phải lên. Lên rồi cái như là bình luận, lên rồi cái như là viết lên tab cộng đồng, rồi cái như làm clip tung lên cũng là sạch cái mùi mà chửi bới thôi. Một trong những người mà cha làm giáo viên, cha là một trong những người tri thức mà mình ít ra cũng phải là học một cái món nào đó của cha mình chứ. Chẳng lẽ bây giờ là cha làm thầy con bán sách quá vậy? Đây là một trong cái mình cảm thấy rất quan ngại. Đừng chơi chiêu bài, chiêu bài mà cha làm thầy con bán sách nghe Lan. Đấy, chơi tới đây thật sự không ai chơi lại Lan rồi. Đấy, chơi khuyên Lan một câu đó là lưới tờ trời là lầm lộng ti thưa mà khó thoát. Chắc ăn rằng sẽ một ngày nào đó những con người mà manh động, hỗn xược, chửi bới, môi móc, rồi vu khống, mà xúc phạm, lăng mạ người khác một cách gọi là cái như là vô căn cứ, rồi sẽ có ngày nó thật sự là cái như là hai cái như là cái tay cũng phải là tra vô cầm. Tôi rất tin tưởng vào cái điều đó. Cho nên khuyên những ai đó, khuyên những ai mà cái miệng nó còn nhọn quá đó, khuyên những ai mà nó thật sự còn hỗn quá đó, thì nên tới nha khoa mà nó mài đi, tới nha khoa nó mài đi là hết rồi. Nếu cần tới nha khoa mài răng là hết thôi quý vị, nó ê cái răng là gì không nói được thôi. Do cái miệng nó nhọn là phụ thuộc vô cái răng cũng có, răng răng bù sĩ, răng gặp răng nanh đó là miệng nhọn ra. Cho nên tới nha khoa nó nhổ đi hoặc nó mài đi, tôi nghĩ là cũng cũng cũng, cũng ổn một thời gian rồi. Đi cục kẹo không? Người ta đã thi hành án rồi, người ta có làm gì mình đâu mà cái lên rồi cái môi móc rồi chửi hoài đi. Mình đã làm được gì như người ta đâu? Đấy. Mình làm được một nửa như người ta không? Một nhõn người ta không? Làm bằng cộng lông người ta không? Đấy. Mà lên thật sự, nó lên mà cái gọi là tung ra những chiêu bài, mà tung ra những ngôn từ nghe nó thật sự quý vị, mà nghe nó đạt cái độ chối chối nặng luôn đó. Đấy. Kỳ cục kẹo. Thưa quý vị, cái buổi trò chuyện hôm nay tới đây thì tôi cũng xin phép tất cả quý vị cho tôi kết thúc tại đây. Một lần nữa, kính chúc tất cả quý vị cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Quý vị vui lòng cho tôi xin một like. Quý vị nào chưa đến kênh vui lòng đăng ký để nhận những cuộc trò chuyện mới nhất từ kênh. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Bye bye tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào cái chương trình trò chuyện tiếp theo.